cái chùa bỏ ngôi nhà ngôi nhà xây dựng nay trên 70 năm rồi. Quay động được rồi, động cái hai nữa sao má xin nhà 900 người. Đi vòng ra sau tháp không đứng tháp quay lấy nó tháp thấy nội lên vỗ nội là sáu không á, sáu tháng chín bà nội là 21 tháng tư, tháng ba mẹ tám tháng chín tháng ba tháng năm cũng là cô chín thì 21 tháng chuyện nhiều nhiều quá không biết tắt cái tốt giờ đi dọc đường không có cảnh với là làm cái cảnh bây giờ là quan trọng nhất. Tôi có miếng cầu chúc cho cha mẹ nuôi khỏi một mình ăn giả sự như ý như các em có nhiều nữa thôi. Còn mọi việc ở nhà thì có tôi lo. Trả bao nhiêu? Đi lên nè, gửi cho đứa một tấm lòng thôi chứ cái tiền thì cũng hơi ít. Đứa một tấm lòng trong lòng. Tấm lòng son thôi rồi. Có tấm lòng son. Phải dịch lắm. Từ đó mà ăn trả là phải dịch hết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.